biến đổi đời con Chúa ơi. Thưa quý bà và anh chị em quý mến, với tuổi già sức yếu bệnh tật ốm đau, chúng ta thấy được thân phận yếu đuối của con người, không ai có thể cứu được mình. Ngoài tình thương, lòng thương xót của Chúa, chính Chúa và mẹ Maria luôn đồng hành, nâng đỡ che chở chúng ta trong cuộc sống gian nan khốn khó để vượt qua đau khổ và bệnh tật. Vài ngày gần đây, báo chí Tòa Thánh đưa tin câu chuyện một nữ tu nhận được phép lạ của Đức Mẹ Lội Đức, đó là Sơ Bernadette Morio, là nhân vật chính trên các trang nhất của tờ báo, của nhiều tờ báo tại Pháp và trên thế giới. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào ngày thứ ba, ngày 13 tháng 2 vừa qua, do giáo phận Beauvais tổ chức, Sơ Bernadette Morio khẳng định rằng Sơ không phải là một siêu sao như nhiều người đã nói, nhưng chỉ là một nữ tu nhỏ bé vui mừng vì được Chúa chữa lành sau nhiều năm bệnh tật và đớn đau. Và bây giờ tôi có thể đi lại một cách tự do. Theo như lời Đức cha Jacques Benoit, là giám mục giáo phận Beauvais, Ngài nhấn mạnh rằng việc Sơ được chữa lành bệnh là một sự bất ngờ khó có thể tin được. Nhưng phép lạ đã xảy đến với Sơ Bernadette Morio, giống như những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện khi Ngài rao giảng khắp nơi. Ngài chữa người mù được sáng mắt, người què đi được và người câm nói được, đó là quyền năng của Thiên Chúa. Và các bác sĩ đã có cuộc điều tra về việc lành bệnh ngoại thương của Sơ là điều hoàn toàn không thể tin được, và cũng không có lời giải thích y khoa nào về sự kiện này. Sau chuyến hành hương Lội Đức trở về, Sơ Morio kể rằng, trong lúc Sơ cầu nguyện trong nhà nguyện, tôi cảm thấy một luồng sinh khí mạnh mẽ chạy khắp cơ thể mình, một sự thư giãn ấm áp. Tôi trở về phòng mình và nghe có một giọng nói với tôi rằng, hãy tháo cởi nẹp con ra đi. Thật kinh ngạc, tôi có thể đi đứng bình thường. Ngay lập tức, Sơ bỏ hết tất cả các dụng cụ trợ giúp, từ cái nẹp sắt đến chiếc xe lăn và cả những ống mọc phim. Sau vài ngày, Sơ đi bộ được 5 km. Sơ nói thêm, tôi đến đây làm chứng cho quyền năng của Đức Mẹ, chứ tôi không đến đây để làm cho các bạn tin tôi. Đây là phép lạ thứ 70 được chính thức công nhận có sự can thiệp của Thiên Chúa tại Lội Đức, tại một địa điểm hành hương ở miền Nam nước Pháp. Tin trích từ mạng Việt Catholic. Thưa quý bà và anh chị em, quyền năng của Chúa thật lạ lùng. Ngài chữa lành từ một người bệnh tật trở thành người khỏe mạnh, ngay cả bác sĩ cũng không thể cứu chữa và giải thích được. Thế thì chúng ta có suy nghĩ gì về phép lạ vì Chúa làm cho nữ tu Morio? Phép lạ này có liên hệ gì với việc Chúa biến hình trên núi Tabor không? Thưa, đó là quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện trên con người, và qua đó Chúa muốn chúng ta biến đổi và hoán cải chính mình trong mùa chay thánh này.
Trong khung cảnh của bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi Ta-bor. Trong lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu đã biến hình. Dung nhan Ngài sáng như mặt trời, y phục Ngài trở nên trắng tinh chói lòa. Và có Môsê và Elia đàm đạo với người. Phêrô và đồng bạn đã nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Lúc ấy Phêrô ngạc nhiên quá và nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cá lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia." Lập tức từ trong đám mây phán ra: "Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người." Qua diễn biến cuộc biến hình Chúa Giêsu trên núi Ta-bor, các tông đồ đã chứng kiến vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Và lời phán đó được phán ra từ Thiên Chúa Cha. Từ cuộc biến hình, Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và đồng thời nhắc cho các ông nhớ lại lời của Ngài, đó là Ngài sắp bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang sắp tới. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu là để mặc khải về mầu nhiệm 3 ngôi Thiên Chúa. Chính các tông đồ đã chứng kiến biến cố này trên núi Ta-bor. Qua cuộc biến hình của Chúa, chúng ta có cơ hội để nhận ra quyền năng Thiên Chúa và có giá trị nền tảng đức tin về vinh quang phục sinh của Đức Kitô. Thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới ảo. Có quá nhiều thứ làm cho chúng ta bị mù lòa, không nhận ra sự linh thánh và quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống. Khi ta đến nhà thờ, tham dự thánh lễ, hay lúc cầu nguyện và làm việc đạo đức, chúng ta không đủ xác tín vào quyền năng và linh thánh của Thiên Chúa. Thế tục làm biến đổi thần thánh dưới con mắt phàm trần. Vật chất làm chi phối tất cả tư tưởng, đời sống đạo đức và lối sống con người. Lòng con người hôm nay có quá nhiều tham vọng, chứ không muốn biến đổi và hoán cải chính mình. Một nhà giáo dục nổi tiếng người Pháp đã tâm sự về cuộc đời của ông như sau: "Khi còn trẻ, tôi có tinh thần cách mạng mỗi khi cầu nguyện. Tôi luôn cầu xin Chúa một điều là: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi thế giới này. Khi đã lớn tuổi và nhận thấy gần quá nửa đời người trôi qua, tôi không thay đổi được một người nào hết. Nên tôi đã thay đổi lời cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi những người trong gia đình của con. Giờ đây, tôi đã già và chỉ còn một thời gian ngắn nữa. Tôi đã thay đổi lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để biến đổi chính mình con." Và ông kết luận rằng: "Nếu tôi biết cầu nguyện như thế này từ khi còn trẻ, thì tôi đã không uổng phí cả một cuộc đời của mình." Thưa quý bà và anh chị em, những lời cầu nguyện trong câu chuyện của nhà giáo dục có thể gợi cho chúng ta những tư tưởng sâu sắc về giá trị của việc thay đổi. Thật sự chúng ta muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, muốn người chồng, người vợ
và con cái trong gia đình biết yêu thương nhau hơn. Muốn người chung quanh đối xử với mình tốt hơn. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi và tiến triển. Nó vẫn tồn tại và có khi trở nên tồi tệ bởi vì chính mình không thay đổi. Người đời thường nói, khi ta thay đổi, đời sẽ thay đổi. Điều đáng tiếc là cái tôi của mình quá lớn. Chỉ nhìn cái rác trong mắt người khác, mà cái sai trong mắt mình thì không thấy. Do đó chúng ta không nhận ra yếu đuối và tội lỗi của mình. Thánh Phêrô nói trong thư gửi giáo đoàn Philippi, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Hôm nay Chúa biến hình, thay đổi diện mạo là cách để cho mọi người chúng ta nhận ra quyền năng Thiên Chúa. Nhờ đó con người nhận biết Ngài có quyền lực trên tất cả mọi sự, mọi loài. Sơ Morio được chữa lành bệnh tật là một minh chứng cho quyền năng Thiên Chúa trong một thế giới có nhiều thứ bị tục hóa. Con người không còn nhận ra đâu là thánh thiên, đâu là thế tục. Qua cuộc biến hình Chúa Giêsu, các tông đồ mở con mắt đức tin khi nhìn thấy ánh hào quang Thiên Chúa và củng cố đức tin cho chúng ta hôm nay. Để sống đúng với giá trị tin mừng mời gọi, chúng ta cần thay đổi chính mình. Đó là sống ở đời cần có cái tâm lương thiện. Mọi phúc lành không tách rời bởi chữ tâm. Những gì chúng ta gánh chịu bây giờ và sẽ có trong tương lai, đó là do hành vi cử chỉ chúng ta tạo ra. Khi chúng ta làm cho người khác đau khổ, là chính chúng ta sẽ gánh lấy đau khổ. Khi chúng ta cho đi lòng tốt, chúng ta sẽ gặt hái được việc lành phúc đức. Khi chúng ta cho đi hy vọng, chúng ta sẽ tăng thêm hy vọng. Khi chúng ta muốn được yêu thương, thì trước tiên chúng ta phải yêu thương. Khi chúng ta muốn người khác đối xử tốt với mình, thì trước tiên chúng ta hãy đối xử tốt với họ. Khi chúng ta trao đi lương thiện, chúng ta không được báo đáp ngay lập tức, thì nhất định một thời điểm nào đó, một hoàn cảnh nào khác, Thiên Chúa tự có cách an bài và ban cho chúng ta mọi sự tốt lành. Lạy Chúa, xin cho chúng con dùng thời gian mùa chay thánh này để chúng con thực hiện ba việc mà Chúa mời gọi chúng con cần làm trong mùa chay này. Đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bố thí. Để điều đó được thực hiện thì chúng con cần thay đổi chính mình với những tính hư tật xấu, với tham vọng ích kỷ, với sự giả dối lọc lừa. Chúng con là những đứa con hoang đàng, cần quay trở về nhà cha của mình để được chữa lành vết thương tội lỗi và được Chúa yêu thương. Amen.